em đầy đủ đăng ký đây. Dỡ chân trống lên, dỡ chân trống lên. Dỡ chân trống lên. Nắm dỡ lên, dỡ lên, dỡ lên chân. Á, dạ. Tulip nắng lên nó muốn nở. Trời mà vừa mát mát cái nó khép lại. Hay không? Nở lâu chứ ha? Nở lâu. Tới tháng 10 chắc cuối tháng này nó hết à? Tới tháng 10 là hết à? Có 2 tuần. Đây bài tập thức photo này nha. Hi, hi, say hi. Hello. Hello, chị Đình. Ờ, đó rồi. Về đây cho gió nó bay. Yeah.
Chú kia chú mua chi Hà Lan hả? Dưới đây bán chi vậy? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.